Ồ, vô đi con. Dạ con chào cô. Ừ. Dạ cô ơi, tụi con tới thăm Cúc, có chút quà gửi cho Cúc tẩm bổ. Dạ, dạ con gửi. Trái cây này Cúc thích lắm nè cô. Trời ơi, tụi con tới thăm là quý lắm rồi. Quà cáp làm chi mất công vậy nè. Dạ. Có gì đâu cô, tụi con là bạn thân của Cúc mà. Cúc à, Cúc, có bạn tới thăm con kìa. Con không muốn gặp ai hết. Cúc ơi, Hạnh nè, Hạnh tới thăm Cúc nè. Hôm nay ở trong trường có nhiều chuyện vui lắm. Cúc ơi, không có vui buồn gì hết á. Đi đi, đi hết đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Cúc, Cúc đừng có vậy mà. Cúc, Cúc sao vậy? Tới Hạnh mà Cúc cũng không muốn gặp nữa hả? Tôi đã nói là đừng phiền tôi nữa, con nghe không? Mấy người về đi, đi đây. Thôi Hạnh à, Khang nghĩ là để cho Cúc an tâm tình dưỡng đi. Mình về, khi nào mà Cúc bình tĩnh á, mình hẳn gặp. Mấy bữa nay nó cứ vậy đó. Hồi nãy có phóng viên tới đây xin viết bài, rồi kêu gọi mọi người ủng hộ tiền giúp nó làm phẫu thuật, mà nó không hiểu, nó đuổi phóng viên về luôn rồi đó. Trời đất, đuổi phóng viên về luôn đó hả cô? Ừ. Phải phóng viên báo tin nhanh không cô? À, là con mời tới đó. Trời ơi thiệt, hết biết nói sao luôn á. Ừ, cô xin lỗi nha, tại tinh thần của nó chưa được ổn định đó. Dạ không sao đâu cô, tụi con hiểu mà. Để khi khác tụi con ghé. Ừ.